Bạn nhé, một câu hỏi mà là rất nhiều quý vị và các bạn đang còn thắc mắc và quan tâm là lễ động thổ khi bắt đầu một công trình mới chúng ta cần sắm những gì để cho đủ đúng với cái nghi lễ. Thì hôm nay là rất có duyên với thầy. Thầy là hiện tại giờ đang ở chùa nào nhỉ thầy nhỉ? Thì đang ở chùa Long Hưng, thôn Tôn Chảnh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, cũng là cùng chùa của cái địa phương này đây. Vâng, thì hôm nay thì gia chủ của gia đình nhà chị nhà anh Duy có nhờ thầy đến cúng và lễ động thổ cho gia đình. Thì thầy có thể chia sẻ một cái mâm cúng lễ mình sắm như thế nào để cho nó đúng với cái lễ nghi cũng như vấn đề về tâm linh. Nếu mà nói về lễ nghi trước là nói trong Phật giáo thì cũng không có gì là nó phức tạp cả, thì chỉ cần bông và trái cây cũng như là nước thế thôi, với xôi quản, nói chung là đồ chay, đấy là theo nghi lễ Phật giáo. Dạ Còn vâng. như theo ở ngoài Bắc mình thì có cái nghi lễ của theo pháp thế gian cũng như là ảnh hưởng của đạo mẫu, thường thường hay thờ thần linh Dạ vâng. là cai quản cái bản cảnh của cái khu đất này, cũng như là của cái của cái bản cảnh thần xóm của cái thần cái khu phố nơi đây. Thì thường thường hay thờ hay phải sắm là xôi gà và một là ông ngựa đỏ, Dạ đây là vâng. theo nghi thức của thờ thần linh, Dạ cũng vâng. không bao giờ thiếu được là cau trầu muối gạo, đấy là nghi thức, có nghĩa là từ trước đến nay thì ai cũng vẫn theo nghi thức của đạo mẫu của chúng ta từ ngày xưa đến nay. Còn theo cái nghi thức của nhà Phật giáo ấy, thì sẽ không có sát sinh, không có xôi gà, không sắm lễ mặn đấy, thì Dạ. chỉ có là bông trái cây và nước đấy, Dạ vâng. nhất là cái nước là không bao giờ được thiếu, vì nước trong cái nghi lễ của Phật giáo nước là thanh tịnh nhất, mà nước cũng là tuy mềm nhưng lại là sắc nhất, Dạ tại vâng. vì các bạn cũng thừa biết là nước mưa có thể là nó là cái cưa trời, nên nước cũng là thanh tịnh nhưng cũng là một cái ví như là sắc nhất của trước này. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn thầy đã chia Dạ sẻ mô những Phật. Dạ mô Phật. cái lễ nghi cũng là thầy chia sẻ rất là kỹ cho từng trường phái cũng như từng cái phong tục tập quán từng địa phương, và đây là cái nghi thức mà ở phong tục Đây là địa phương phong tục mình địa địa ở địa phương phương mình của thì mình. bao gồm có những gì ạ? Đây quý vị và các bạn có thấy ạ, cái không thể thiếu được đó chính là Thờ thần. thờ thần linh bản địa, là có sắm một con ngựa đỏ. Sau đó thì đến là gì ạ, nước thì không thể thiếu này, muối này, gạo này, trứng này, tôm này, xôi này, rượu này, bông hoa tươi này, bánh kẹo, và xôi gà quả. Đấy thì đấy là những cái và lến nữa, lến không thể thiếu được. Đấy thì thầy cũng đã chia sẻ và quý vị và các bạn có thể tham khảo để làm sao cho khi mà chúng ta bắt đầu một công trình mới, yếu tố về tâm linh làm sao cho tâm của chúng ta sẽ được tịnh nhất và được công việc của chúng ta được hanh thông nhất. Xin cảm ơn thầy và xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các chương trình tiếp theo nhé.